thì có qua một số qua một buổi webinar chia sẻ về kinh nghiệm, cũng coi như là biết thêm về cái nhu cầu của tất cả các anh em trong group, những cái câu hỏi em cho coi như là tâm đắc nhất của mình, thì hôm nay em có thể là chia sẻ lại cho mọi người những cái những câu hỏi và những cái thắc mắc của mọi người. Vâng, thì câu hỏi đầu tiên của chúng câu hỏi đầu tiên và em đã nhận thấy của mọi người ở đó ở trên là có một anh có hỏi là thao tác trên ứng dụng của Synology Office và Synology Drive hả? Thì nhanh và có tiềm ẩn những cái mối nguy hại gì không? Vâng, thì mặc định bình thường thì nó sẽ không tự có những cái mối nguy hại từ xa, nó sẽ không có. Mặc định bình thường sẽ không có, sẽ ít có trường hợp nào, hầu như sẽ không có cái trường hợp nào mà có thể tấn công hệ thống mình thông qua một cách trực tiếp được. Thay vì đó là gián tiếp thông qua từ máy client. Và nó sẽ thông qua client thì sẽ nhiễm từ máy client rồi sau đó được truyền trực tiếp lên trên NAS. Vâng, thì anh này có hỏi là nếu mà sử dụng trong trường hợp sử dụng máy bị có nhiễm virus mà sử dụng Drive thì nó có nguy cơ tiềm ẩn gì không? Vâng, thì mặc định nó sẽ như em nói, mặc định sẽ không có, mà thay vì đó mình để cho nó chắc và nó sẽ an toàn hơn thì mình có thể sử dụng backup. Ngoài ra cách đơn giản nhất dùng để cho mình đó chính là đó là việc sử dụng Synology Drive Controller. Thì đây có gì? Đầu tiên là nó sẽ check được cái link, những cái client đã connect vào và những sử dụng những cái ứng dụng gì để connect vào trong cái NAS Synology này. Vào khung giờ cầm theo có địa chỉ IP và cái local. Local ở đây nó chỉ định mệnh trên mọi quốc gia mà thôi, chứ nó không có định mệnh trên toàn bộ cái vị trí địa lý, ví dụ như từng tỉnh hay là từng thành phố một. Nó không có, nó chỉ có định dạng tiếp. Tiếp theo phần lock, nơi đây khá là quan trọng để cho chúng ta để xem những cái việc và lịch sử thay đổi của từng file, của từng folder một, và để chúng ta xem theo dõi cách trực quan. Tiếp theo là cái theme folder, là nơi mình enable những cái folder mà mình muốn drive này cho user truy cập. Thì để chắc chắn hơn nữa trong cái việc đó chính là quản lý được cái user của mình, để quản lý được user của mình là để kiểm soát được những cái file mà user offline, thì đầu tiên nó sẽ có cái giới hạn. Đầu tiên em nói ở nó có cái giới hạn, để em mở drive đầu tiên là đây, đây là drive client dưới cái máy tác vụ của máy client. Thì đầu tiên nó sẽ có cái giới hạn về những có những config riêng cho mình. Đầu tiên là giới hạn được cái dung lượng của user đó truyền tải những cái file đó lên trên NAS, lên trên thiết bị server của mình. Tiếp theo nữa là nó sẽ có một cái phần, đó chính là phần edit những cái file, những cái file nào mà mình cấm cho download lên. Và mọi người những cái đuôi đây dưới đây nó sẽ cho mình chọn những cái đuôi nào mà mình không muốn cho nó truyền tải lên. Nếu mà về vấn đề về dữ liệu, về document rồi, về document thì mình sẽ tích cho vào document, còn lại toàn bộ mình sẽ không tích, mình sẽ xóa những dấu tích đây. Thì những cái file nào trong document nó sẽ lên, còn lại nó sẽ không lên. Ngoài ra thì mình cũng có thể cấm trực tiếp trên này thông qua cái task này. Em sẽ cho mọi người xem cho nó kỹ hơn. Đây là web filter, file filter, nơi mà sẽ cấm những cái đuôi file nào mà nó gây những cái mình cảm thấy nó không an toàn thì mình sẽ cấm vào đây. Để up lên. Đó là sử dụng drive. Còn nếu mà sử dụng mắc drive bình thường thì sẽ như thế nào? Thì cái việc quản kiểm cho kiểm soát ở đây thì được hay không? Thì để kiểm soát file một
kiểm soát file thông qua map drive mà không thông qua cái ứng dụng. Nếu mà mọi người không sử dụng drive này thì mọi người cũng vẫn có thể, đó chính là có quyền để cấm toàn bộ user đăng những cái đuôi liên quan tới virus mình cho là không an toàn. Thì cấp một ở một AMP trong cái Kubernetes này có hai số việc này, nó sẽ có cái việc đó chính là Vostor, enable Vostor này lên. Thì anh chị sạc sao chấm cái đuôi file, ví dụ như file hay là tt, ví dụ như ở đây thì mọi người có thể apply nó là toàn bộ user thì trong cái folder, trong toàn bộ folder này sẽ không cho cái đuôi có những cái định dạng này cho lên NAS. Và thì mình chỉ việc đó chính là việc phòng tránh thôi, chứ mình không thể nào mà ngăn chặn một cách tuyệt đối được. Tiếp theo thì mình cũng có thể sử dụng Hyper Backup để mình backup toàn bộ cái dữ liệu của mình đã được mã hóa và sẽ được nén lại theo một cái đuôi file là HBK. Và thì nơi đây cũng có thể cho mình restore lại toàn bộ những cái dữ liệu, những cái phiên bản nào mà trước và những cái phiên bản trước và để mình có thể restore. Ngoài ra thì Drive nó cũng có cái tương tự như thế, đó chính là cái version. Vâng, đây Drive anh chị sử dụng Drive vẫn có cho chị những cái version, những cái ngày mà mình lưu, những cái khung giờ mình đã được đây là real time chứ nó không có cái là setup theo lịch, cho nên là những cái khung giờ mình có thể lưu được những cái khung giờ, những cái ngày để mình restore những cái phiên bản mà nó có bị virus hay nó bị xóa đi. Đấy, mình có thể lên trên đây trực tiếp restore hay reload, đó là việc nhu theo tùy theo của nhu cầu của mình. Vâng, tiếp tục là có một anh có hỏi là băng thông là một bit được thiết lập và hơi đầu thì copy dữ liệu là bao nhiêu? Mình copy tầm 40 MB. Vâng, thì băng thông đây em sẽ cho mọi người xem. Vâng, đây cho file. Đây để cho mọi người xem cái giá trị cho nó. Đa bản thao là một click. Băng thông ở đây là một bit và đường truyền từ PC cũng lên một bit, thì tốc độ của anh ấy có ghi nhận là tốc độ của đó chính là cái tốc độ của anh ấy ghi nhận là khoảng cỡ 40 MB. Vâng, thì trước trong có môi trường nó trong có môi trường mà hợp lý thì bên em trong có môi trường lý tưởng thì bên em test cái việc này thì nó sẽ rơi vào max speed, nó rơi vào 125 MB. Đó là cái việc là copy trong cái môi trường lý tưởng là bao gồm cả file và cái môi trường riêng dành cho thiết bị NAS và máy client. Còn đây là cái môi trường kèm theo nữa là cái dung lượng của mình, dung lượng có file đó nữa, chứ không phải là nó phải liên quan tới dung lượng file nữa, và được, bao gồm có thiết bị đầu vào và đầu ra. Thì riêng cái việc mà chạy 40 MB của anh đó thì nó đã đạt chuẩn rồi, nên anh chị cứ yên tâm đi, cái việc 40 MB của anh chị đã đạt chuẩn rồi. Trong môi trường không được điều kiện không lý tưởng thì 40 MB đã được chuẩn rồi, nên chị thì băng thông nó sẽ lan lên xuống và không ổn định. Nếu mà 125 MB bên em test đó thì nó cũng sẽ không ổn định lắm đâu, nó chỉ có nó lan hoặc nó xuống. Còn riêng nếu mà nó chạy bình 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 như anh nói là nó 40 MB thì nó nằm trong cái khu vực đó là an toàn, ổn rồi, không có vấn đề gì hết. Tiếp theo có một câu hỏi ở đây khá là nhiều người đang đang gặp vấn đề. Vâng,
đang gặp vấn đề trong cái việc đầu tiên việc triển khai, tiếp theo là việc sử thì có một anh có hỏi là cho mình hỏi hiện trạng mạng băng thông đi quốc tế của Việt Nam hay chập chờn, thì mình mở bọc truy cập trực tiếp qua băng IP tỉnh hoặc là D-Net hay là WeConnect, cái nào có tốc độ cao. Thì nếu mà anh có thật sự anh có đang sử dụng IP tỉnh thì anh nên sử dụng VPN để có các sử dụng giữ sử dụng giao thức VPN để truyền tải file và truy cập cho nó có tốc độ là nó ổn, nó nhanh, thì không cần mở bọc DNS cũng được. Nếu mà trong quá trình mà anh không muốn mở bọc VPN thì anh sử dụng mở bọc DNS vẫn được, thì cái trường hợp nó cũng nhanh thôi. Thì nó xếp xếp theo có bọc là đầu tiên mình sẽ ưu tiên đó chính là VPN, tiếp theo nó sử dụng DNS để mình truy cập từ xa, mình cũng đi truy cập được. Thì cái giao thức VPN thì nhiều người người ta cũng sẽ không có thiết lập được. Còn thay vì đó mình phải thiết lập từ ngay từ ban đầu thì nhiều người sử dụng thì nó cảm thấy thật sự nó rắc rối, chứ thật sự nó rất là đơn giản đúng không? Chúng ta nhìn thấy nó rất đơn giản nhưng mà nhiều user cảm thấy rất là rối. Thay vì đó là mình sẽ bấm một cái đường link để mình sử dụng DNS luôn. Anh có thể sử dụng VPN. Còn đối với WeConnect, vâng, thì đối với nước mình á, với cái môi trường của nước mình á, thì sử dụng WeConnect thì nó nằm trong mức an toàn, nhưng mà nằm trong mức là chậm. Vì sao? Bởi vì nước mình không có cái server để lưu trữ của WeConnect này. Và thay vì đó, WeConnect thì nó sẽ đi qua một server, nếu mà ở tại Đông Á nó sẽ đi qua server tại Đài Loan, và tuốt bên Đài Loan là sau đó sẽ lưu chuyển về. Thì nếu mà anh chị sử dụng, nếu mà nước mình có cái server của WeConnect thì cái việc truy cập nó rất nhanh, kèm theo nó việc nó rất là an toàn, cái sử dụng WeConnect rất là an toàn bởi vì nó không mở bọc. Vâng, tiếp theo cũng cũng có một câu hỏi là của một anh và cũng khá là hay ở đây ạ. Thì anh này đã sử dụng được NAT được 2 năm với dung lượng của cứng của anh là 2T, và thì làm thì ổn, rất là đủ ổn định, làm hở mạng LAN rất là tốt. Tuy nhiên nhưng cấu hình VPN dễ nhất của trên đó sử dụng từ kết nối mạng ở nhà, thì hiện tại anh đấy đang sử dụng có VPN qua router. Thì anh có hỏi là làm sao để mình có cái VPN nào để kết nối trực tiếp qua NAT không? Vâng, em xin lỗi mọi người nó hơi ồn. Vâng, thì hiện tại trên NAT nó sẽ hỗ trợ cho mình giao thức VPN thông qua, anh chị có thể lên cái Package Center này để anh chị cái giao thức này về. Đây, nó có giao thức VPN server. Thì VPN server như trước bài như những cái buổi live stream buổi trước thì em đã có nó thông, em có thể nó sơ qua và hướng dẫn cho mọi người có cách cấu hình. Vâng, thì bên em đã có cấu hình và có viết bài sẵn thì cái vấn đề này thì anh chị có thể xem để có trong cái lúc mà anh chị triển khai có vấn đề gì anh chị có thể liên lạc trực tiếp với bên em qua thông qua cái chat nhanh của Estacop, thiết bị chuỗi Synology Việt Nam. Anh chị có thể lên đó chat trực tuyến cùng với bọn em luôn, để và bọn em có thể tham gia vào xem những cái cách cấu hình của bên mình nó sơ sót chỗ nào thì em sẽ hỗ trợ cho việc này. Thì VPN server trên NAT nó sẽ hỗ trợ cho anh ba cái giao thức chính, đó chính là mọi người đã thấy đây có BBTP, OpenVPN và IPsec. Vâng, thì cái giao thức mọi người đang sử dụng hiện tại ở đây có thể nói đó chính là OpenVPN. Vâng, OpenVPN thật sự nó đơn giản, thì anh chị có việc enable cái VPN này này lên, em nói sơ qua nha, là khi tải ứng dụng này lên rồi anh chị enable cái OpenVPN này lên được chưa. Đây rồi anh chị export cái file này ra, file đâu về log đâu về, sau đó anh chị chỉnh sửa thành trong anh nó sẽ có cái đoạn chỉnh sửa thành DNS của mình. Tiếp theo nữa là anh chị tải OpenVPN về máy. Đây, em sẽ cho mọi người
Sơ cô vần VPN bị máy đây ạ. Xong anh chị upload cái file này lên, upload cái file mà anh chị đã chỉnh sửa và lưu lại đó, cái file config cái này đây. Rồi anh chị đang điền user password mà anh chị đã allow access cho cái việc đó sử dụng VPN trên NAT, và anh chị connect vào đây thì anh chị hoàn toàn vào được. Em nói ví dụ đây, em đã có cái demo đó ở chỗ sinus.me thì em enable nó lại thử nha. Đây em đã enable nó lên rồi. Tiếp theo em sẽ sử dụng địa chỉ IP để em truy cập vào thiết bị NAT này. Đây ạ. Đây là con demo 7.0 của anh em đã sử dụng cái OpenVPN. Và em đang làm gì quá, nó bị lóc mất. Vâng, thì cái việc sử dụng rất là đơn giản. Và thì cái bao nhiêu thôi, mình enable download cái file này vô, sau đó mình còn fix lại DNS trùng của cái DNS trên này và mình mở bọt của VPN là xong rồi. Ở đây có một câu hỏi nữa liên quan tới cái việc đó, chính là việc bảo vệ dữ liệu cũng anh rất hay. Cái chỗ là anh có hỏi mình là khi dữ liệu bị nhiễm ransomware có thể sử dụng tính năng version change the drive restore được không? Dạ vâng, theo như nhiều ca em đã nhận và nhiều ca em đã phục hồi dữ liệu cho cái việc mà chính virus mã hóa cái ransomware này. Vâng, thì hầu hết mọi cái virus em đang gặp phải nó sẽ còn nhiều cái loại virus khác thì em không biết, nhưng mà những cái virus mà em đang gặp phải của mọi khách hàng á thì nó sẽ ra đó cái chuyện viết đó là cái việc là đổi đuôi file, đổi tay, đổi đuôi. Vâng, thì nó chỉ đổi đơn giản đổi đuôi thôi, nó sửa lại cái file đó nó đổi đuôi và nó mở khóa cái tay nó. Thì việc anh chị ở đây cần làm là gì? Khi mà mình lỡ bị nhiễm thì mình có thể lên đây trực tiếp mình restore, nhưng mà bắt buộc mình phải nhớ được cái tên và cái tên cái đuôi file đó, mình nhớ cái vị trí chính xác là nó nằm ở đâu. Vâng, nếu mà sử dụng write thì nó sẽ bị cái việc đó, mình sẽ biết chính xác ở đâu. Thì anh chị có thể lùi lại cái khung giờ hoặc là anh chị kích thích giờ là ngày để anh restore cái bản đó lại. Vâng ạ. Thì để chắc chắn hơn cái việc version này thì trong mỗi cái folder mà mình lấy á, maximum của nó sẽ là 32 version, tương ứng với 32 bản thì nó sẽ nhân đôi lên. Cứ mỗi lần là nó backup một file anh chị làm xong rồi đúng không? Nó đẩy lên NAT nó sẽ nhân lên 32 lần. Thì cái việc đó nó dễ gây đàn tràn đầy cái việc dung lượng của mình. Thì thay vào đó là anh chị để từ 5 version đến 8 version, 5 đến 8 thì nó phù hợp để cho chúng ta lưu. Còn lại những cái gì mà nó sẽ phát sinh ra những cái gì thì nó sẽ đồng bộ những cái phát sinh đó, còn lại nó sẽ không đồng bộ. Cho nên anh chị yên tâm cái việc đó. Thì khi một file nó bị nhiễm virus thì anh chị có thể lên trên đây anh chị restore trực tiếp được. Vâng, nếu mà trong có những cái version nó cũ của nó mới quá. Vâng, trong có những cái version này trong đây nó mới quá mà nó vẫn bị an đi thì anh chị nên sử dụng cho em đó chính là hai backup. Thì hai backup này nó giống như gì, em nói tương tự, nó giống như chụp snapshot nhưng nó sẽ tối ưu hóa hơn. Cái việc chụp snapshot đó chính là nó giảm tải cho mình cái việc mà dung lượng. Snapshot là sao? Nó sẽ chụp nguyên một bản một một luôn, dung lượng sẽ giống nhau. Thì cái việc chọn đại dung lượng của mình nó sẽ rất là nhanh chóng. Thì riêng sử dụng hai cấp này nó sẽ giúp cho anh chị này là tại cái thời điểm đó, tại vị trí đó, nó sẽ chụp lại toàn bộ, nó sẽ backup lại toàn bộ dữ liệu theo cái giải nán và đuôi HPK. Nó chỉ backup những gì nó phát sinh thôi, thì đồng nghĩa cái việc là dung lượng của mình nó sẽ giảm xuống, kèm theo nó sẽ nán lên nữa. Thì đồng nghĩa có việc là dung lượng mình sẽ giảm tải, giảm xuống.
và những cái bảng có liên quan về cái hai bên cấp này, nó sẽ là đây, để cho mọi người xem đây. Thì tại cái thời điểm này em nói ví dụ như ngày hôm nay em bị đi, thì mỗi một file này nó bị thôi, ví dụ như file này bị thì mỗi một cái file này nó bị thôi, còn lại toàn bộ dữ liệu đây không liên quan gì với nhau ấy, không có bị mã hóa, không có bị những liên quan với nhau. Thì anh chị có thể lùi lại những cái ngày sau anh chị để restore lại cái file này, thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ mất cái dữ liệu, những cái dữ liệu về những cái ngày mà mình đang làm, ví dụ như những cái việc mà mình đang làm đúng không, những cái file Word hay file Excel mình đang làm, thì đặc biệt đồng nghĩa mình sẽ mất những cái dữ liệu mà cái ngày mình làm hôm đó, mình sẽ restore lại ngày sau, mà thì đồng nghĩa việc là mình sẽ mất những cái dữ liệu ngày hôm đó mình làm. Nhưng mà nó sẽ không sẽ an, nhưng mà tối cái việc tối qua nó không an bất cứ cái việc những cái dữ liệu nào trên này cả, nó sẽ không an lây lan do những dữ liệu gì bên cạnh nó, và nó sẽ không mất cái dữ liệu chính, dữ liệu gốc của mình. Thì để cho nó an toàn và việc phòng chống, thì em khuyên mọi người ngoài việc sử dụng SinoDrive nữa, Drive, thì anh chị nghĩ là mình đã có backup rồi, mình đã có an toàn, có nhiều bản rồi. Nhưng không, lỡ đâu trường hợp bất chỉ nó xảy ra, thì anh chị nên sử dụng cái cho mình nữa là cái Hyper Backup nữa, backup dữ liệu lên chính nó nữa, thì nó sẽ càng ngày nó sẽ càng an toàn hơn, mà để cho chắc chắn cho dữ liệu mình nó an toàn và công ty mình không có việc, đó chính là việc downtime cho cái việc mà lỡ bị mất dữ liệu hay lỡ bị thảm họa xảy ra liên quan tới thiết bị, thì anh chị nay có một cái cho mình đó chính. Một là anh chị sẽ lưu trên cấp những cái file này, cái đuôi giải nắng này này, cái file HBK này này, cho mọi người xem. Đây, thì cái file này một là anh chị có thể up lên cloud hoặc là up lên trên thiết bị khác để anh chị làm, để anh chị trong phù để anh chị backup trong cái trường hợp đó, chính là lỡ thiết bị này có vấn đề thì mình sẽ có một cái thiết bị khác để mình restore và mình làm việc lại một cách nhanh chóng. Tiếp theo có một anh hỏi về đó chính là HA. HA sẽ như thế nào? Mọi người ở đây HA có nghĩa là High Available, có nghĩa là sẽ có hai con model giống nhau. HA cũng có thể là sẽ chạy hai hai con model khác nhau, nhưng mà miễn sao tụi nó hỗ trợ cho nhau trong cái clip hỗ trợ thì nó cũng sẽ chạy được HA, không cần giống, không cần model giống nhau. Nhưng điều giống nhau cần thiết ở đây là gì? Đầu tiên đó chính là ổ cứng. Em nói ví dụ như là anh có con bốn bay, con kia cũng bốn bay, hai con bốn bay giống nhau. Cho nó chứng 20 cộng đi, hai con đều chứng 20 cộng. Thì ví dụ như file thứ nhất anh cắn ổ cứng 2T thì bắt buộc file thứ nhất bằng con A anh cắm ổ cứng 2T và file thứ hai của anh là cắm 3T. Và file thứ ba của anh chừa ra và file thứ tư của anh cắm ổ 4T. Thì tương tự như thế, thứ tự cắm và dung lượng của thứ tự của từng ổ, con A nó phải giống con B thì nó mới thực hiện cái việc đó chính là HA mới được. Không cần model nhưng mà phải cần đó chính là cái việc cái môi trường phải giống nhau, bao gồm ổ cứng, ổ cứng này, đường truyền này, nó phải giống nhau, y đúc với nhau hoàn toàn thì nó mới chạy HA được. Thì cái lúc chạy HA thì anh sẽ cắm một cái sợi dây từ len một của con A sang cái sợi dây sang len một của con B. Thì em đã có viết một số cái bài mà liên quan tới HA ở trên NAS, để ở trên Encrypt, thì anh chị có thể lên trên đó tìm hiểu và đọc và tham khảo qua cái hướng dẫn, đó chính là việc setup cái việc HA. Thì trong quá trình mình không setup được hay gặp cái vấn đề gì nó không chạy, thì anh chị có thể liên lạc trực tiếp với anh em thông qua cái Encrypt.com.vn này, và liên hệ qua comment để được hỗ trợ trực tiếp ạ.
Vâng, có một anh nó nói rất hay trong cái việc đó chính là sử dụng NAT backup qua nhiều cái nền tảng khác nhau, có thể là QNAP, vâng, có thể là nhiều nhiều cái thiết bị NAT khác nhau, thì bằng cách nào? Vâng, thì NAT sẽ có cho mình đỡ hướng dẫn cho mình là đó chính là cái rồi SYN. Vâng, cái xe SYN chứ. Đây, thì anh chị cũng có thể sử dụng cái công thức này để anh chị kết nối trực tiếp từ NAT với tất cả các thiết bị Linux khác bao gồm cả QNAP rồi. Thì anh chị có thể sử dụng cái rồi SYN này. Bên cạnh đó nó sẽ có một cái số những cái thiết bị nó sẽ không hỗ trợ cho mình cái rồi SYN, thay vì đó là rclone, thì anh chị cũng có thể setup cho mình đỡ cái việc đó chính là sử dụng rclone vẫn được thông qua cái Docker. Đây, em có thể sử dụng cái rclone này thông qua Docker. Vâng, kèm theo có một anh hỏi nữa, đó chính là cái việc mà tên mình sử dụng tên miền. Vâng, thì hiện tại nó sẽ hỗ trợ cho mình một cái tên miền miễn phí, đó chính là seroji.me. Vâng, cái đuôi là seroji.me. Ngoài ra thì mình cũng có thể add nhiều cái tên miền và nhiều cái máy chủ khác nhau, trên đây sẽ hỗ trợ. Nếu mà trong trường hợp nó không hỗ trợ thì mình vẫn có cách làm, mình vẫn có cách khác để làm, nhưng mà mình sẽ thông qua cái việc đó chính là sẽ tạo một con host ở trên NAT và từ đó mình sẽ add vào thông qua cái bên thứ ba, một cách làm luôn, một cách setup để xây dựng những cái dữ liệu hình ảnh của mình từ trên Google, ở trên Google Photo. Vâng, có lẽ buổi chia sẻ của em đây là hết. Vâng, chào mọi người ạ, hẹn mọi người.